Bà Ngư ơi, bà ngoại xây cái nhà cho bà Ngư đây. Hai bà luôn nha, đổ có đồ tăng luôn rồi. À, ba nè, nhà con đâu? À, thích chơi vậy đó. Ê, đây là cái nhà đầu tiên mới xây ngày hôm nay luôn. Mọi người thấy mọi người biết giỡn chơi không? Ngoại ba đây, giới thiệu nhà của bà Ngư có lầu luôn nha bà con ơi. Đây đây là ở dưới đất, trên này là lên lầu của bà Ngư. Bà Ngư nói là Ngư, để ba lấy, con không lấy được. Bà Ngư nói là lên lầu ngủ ở ngoài, mẹ không cần lấy cái kia luôn, mẹ nó nằm ngoài. Rồi, ngoại lực cho Ngư nha. Ngư chui vô nhà lên lầu ngủ đi nào. Đâu chui vô lên lầu ngủ ngoại coi coi. Đâu Ngư? Chui vô. Dạ, đừng có cột căng quá con không lấy. Trời ơi, trời chạy vô sập cái nhà lên người. Lên lầu đi con. Đi đi vô ngủ đi, đi vô ngủ. Chạy vô kiếm cái bành đó. Ngủ đâu Ngư? Vô ngủ đâu đâu, chỉ cho mẹ coi coi. Ngư, ngủ chỗ nào đâu, chỉ cho mẹ coi đâu. Chỗ con ngủ đâu? Đâu đem vô coi. Con đem vô con ngủ ba con không? Leo vô thử rồi. Leo thử rồi được không? Không. Nè nè rồi cầm đi leo vô thử rồi được không? Cho mẹ coi thử coi. Không chịu. Không chịu. Thích gì làm đó, không ai ép gì được á. Không thích là cái không chịu. Trời ơi. Bây giờ con chui lên nhà. Thôi mẹ vô đi mẹ. Mẹ bánh này mẹ ăn đi mẹ. Nóng. Trời ơi, ngoại vô ngoại ngủ. Mẹ. Thôi ngoại vô nhà ngủ, lên lầu ngủ nha. Đã hết chưa vậy? Kẹt. Lên lầu kẹt ngủ nha. Kẹt. Đưa mẹ đi để nó ngồi lại á. Nghe nó nói không? Mẹ nói mẹ đi vô, mẹ vô lên lầu. Ê, sập nhà rồi. Nó nói kẹt. Nó kêu ra nó nói kẹt. Trời vô. Kẹt. Ừ. Nó nói kẹt. Ủa, chỉ già không? Đó rồi, bây giờ bánh mì cái banh nằm giờ đã cỡ nào nó cũng không ra đá. Ngoại. Ba trời trời giỏi, cái ba nằm trên đó chỉ lấy không được, chỉ biết rủ cho rớt xuống. Ba. đây để ba kéo cái này ngay lại là sập nhà rồi nè. Rồi rồi sao trời. Rồi sao lấy được đây? À ê, rồi sập nhà rồi ngoại ơi. Không được. Sập nhà rồi ngoại ơi. Không được, mẹ không làm được. Rồi sao? Ngoại ơi. Con hôn ngoại một cái rồi ngoại mới làm cho con. Nó duyên quá à. Không. Hôn ngoại đi, nhanh lên. Rồi, ngồi xuống hôn ngoại. Hôn ngoại miếng hay ngoại cọp cho con. Ngoại thiết kế cái mới luôn. Ôi đã ơi. Nha. Rồi. Cột dưới xe luôn không ạ? Cột đây luôn. Rồi chị nấu lo xe đi không biết nữa. Cột đây thôi được rồi. Cột cái này cho nó còn. Chơi cái này lên cho nó cao lên chút để thôi em ngồi nó. Cái đựng đầu nữa. Rồi ngươi leo lên đi. Cái bánh hả? Bánh. Nè. Rồi đó. Rồi nè, vô đi, vô nhà đi. Ừ, con vô đi. Ba. Ừ. Ba. Rồi. Nó biết rủ lấy nữa, nó già lắm. Rồi, chú vô nhà mày đi. Mày để im đi. Mày để im đi là nó tự rủ lấy nè. Kéo cái sập nhà ra luôn rồi. Sập nhà ra luôn. Trời. Ý, hay vậy ta? Ê, trời ơi. Bánh. Nhà. Ý, bánh nhà. Rồi, thôi chui vô đi, đi lên lầu ngủ. Tối rồi, giờ thì tối rồi. Đây, mình đi lên lầu mình ngủ rồi mình chơi tiếp. Ai ba dở lên nè, ngươi đi vô ngủ đi. Rồi con lấy bánh. Ê, bước lên đến nhà luôn rồi sập luôn, sập hết ráo luôn. Sao bước lên nhà luôn rồi, chạy cho nó chơi luôn rồi xong luôn. Xong vậy. Luôn nó rồi xỉu luôn.
Rồi dính trên đó luôn. Bây giờ sao? Tự leo lên lấy luôn. À, hay vậy ta. À. Ơi mặc đồ chật hết ráo rồi. Mới tè ướt cái quần của bộ đồ luôn rồi đó cô chú ơi. Tuột. Chá banh tuột hả? Anh niềm vui rất là đơn giản. Đi làm gì đó? Cho ba chơi không? Không. Không cho ba chơi hả? Cho thôi ba đi ngủ. Ngươi chơi một mình nha. Mạnh bảo cô. Thì mỹ không? Dạ. Rồi xong luôn. Quay. Cho con vận động đi ngươi ơi. Để con giảm cân nha. Rồi vận động đi. Ngươi giỏi quá ta. Con cao bao nhiêu rồi ta? 88. 88 gần 90 gần mét rồi hả? Trời ơi còn lâu lắm. Ba. Ừ ba nè. Ờ. Ừ tầm đó. Giỏi quá ta. Lên. Con bỏ banh ra. Bỏ banh xuống cho con lấy tay. Đây ba cầm banh cho, ba cầm banh cho rồi con nhảy. Ôi giời ơi té. Không sao. Bây giờ chỗ này không ngon. Ừ. Chạy. Chạy. Lấy bánh mì ra bỏ ngoài hết đi vợ. Chạy. À, để ngoài làm, để ngoài làm. Ba đang quay phim nha. Anh ơi, lấy bánh mì gã đông đi rồi. Rồi rồi, con liền cái banh lên đi con, liền banh lên. Này liền banh lên đi chạy. Giờ gã đông để ngoài đi. Chứ giờ nó cũng cục đá. Nè nè nè. Hăng lấy banh giùm mẹ hai một trong cái lon đó. Tiền nhiêu đây. Ờ đúng rồi. Đưa đây. Rồi sập nhà nữa. Trời ơi. Trời ơi. Té bể đầu bây giờ không có giỡn vậy nha. Thấy em bước một lên trên cái đường. Để ba lót. Ba lót mấy con gấu vô đây. Người leo lên trên đi. Con sợ nó lót bự quá nó cấn cái té mà. Té nó bị trượt. Ừ. Hên là có con bò, có con bò ở đây đó. Được, được, được rồi mà, được rồi mà. Có bạn bò có con bò. Rồi mẹ bỏ xuống cho nó leo lên được rồi. Rồi, leo lên đi. Con rất là bạo lực người à. Con nghĩ giúp quát cái cửa của ba luôn mọi người ơi. Ngươi à. Thôi dẹp hư cái cửa của người ta bây giờ. Đó, 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 vậy chơi vậy được rồi, con đừng leo lên ha. Bà lấy ba sửa cái cửa lại nè. Băng. Ừ. Kìa, kìa, ngoài có xe chạy kìa ơi. Ủa, bữa vợ mới mua thêm chiếc xe em trai hả vợ? Giới thiệu mọi người. Đây. Đó là câu chuyện đồ chơi á. Để đi xuống siêu thị á. Không phải đi siêu thị. Mà bữa giờ hát cái xe này nè. Ừ. Cái giờ hát nó cô đơn quá. Cái giờ mua về cho nó có cặp với nhỏ đó. Đây bữa là mẹ bồ ngươi mua chiếc xe bé gái. Bồ ngươi chơi bữa giờ cũng mấy tháng rồi đúng không? Xong. Xong rồi đi cái xuống, đó có cái chỗ bán tả. Mua tả cho ngư. Sao thấy chiếc xe chơi có bé trai nằm lẻ loi không? Các bạn ấy nó thấy tội nghiệp quá. Mua về cho có đâu có cặp. Xà thiệt luôn á. Bị ám ảnh trong phim hoạt hình. Thế giới đồ chơi. Cãi vào ngoài. Đâu trai đâu. Bé trai đâu. Trai. Ừ. Cái này là gì? Gái.
gái. Em bé gái. Đợi ngựa ngựa mồ hôi gì tắm nha. Con cho em bé gái tuột đó đâu có được. Em bé phải chạy ở đây nè con. Chạy đây nè. Nè. Banh. Banh của con, banh của con. Banh lại, con chạy xe đi. Chạy đi. Chạy đi con. Chạy đi. Con quăng vậy hư sao? Ủa cùng một tiệc đó. Nè. Ngươi làm gì vậy? À. Ngươi ơi. Ngươi chán rồi, ngươi hết chơi xe rồi. Ngươi chơi trò chơi mới rồi. Chơi nãy giờ luôn á. Không hỏi cho em luôn. Nè ngươi xem qua đây ba quay nè. Quay ba ba kìa. Ba quay cho ông bà cô chú con ngươi đổ một hôi sao nè. Quay ba coi kìa. Ừ, ghê không? Trên tóc bắt đầu rỉ rỉ của hôi á. Yeah, vậy là tiên thành công rồi, gia đình thành công rồi, cho bọn ngư vận động. Đứng lên. Ê, con có chừng con đèn lên banh đó nha. Rồi, leo lên lầu hả? Bước lên mà bắn không? Không, mẹ có chừng nó nhảy xuống trúng mấy cái banh nè. Rồi sao? Trúng banh đâu? Mẹ biết là nó sẽ nhảy. Không biết sợ luôn á. Lì thiệt luôn hết trời. Không, mẹ tấn với chứ bà nó vô cắn đau à. Ủa nhà. Ủa. Rồi có chạy xuống không? Ừ, nhà sập rồi sao? Tóc tai bù xù. Rồi sao? Nhà sập rồi sao? Nó lì à. Không kê đổ. Ngoài. Sao? Làm sao? Ngoài. Ờ rồi sao con? Sập rồi sao? Sửa nhà. Sửa nhà cho con hả? Con không ngoại đi. Sao? Giờ con tự làm đi. Sắp tự làm lắm. Con tự làm đi. Sao rồi sao? Đây 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 ba chỉ làm nè. Con lấy cái này con cột vô đây nè. Rồi. Con lấy cái đúng rồi. Con lấy cái đó con cột vô đây nè. Cái đó có chỗ cột rồi. Bây giờ lấy cái trên á. Rồi. Giờ lên sao? Lên trên kìa. Kéo cái đó ra kìa. Lên lên. Ủa, leo lên đó đi. Rồi leo lên. Ừ. Đúng rồi. Không. Con qua bên chỗ ba nè, con qua đây nè. Ê ê ê ê ê. Ơi, trời ơi con lì thiệt luôn á, mai là dưới này tuy với bà ngoại có lót. Đủ thứ đồ chơi dưới này á, gói mùng mền số bông luôn. Ê nè, con căng giống ba nè, ba chỉ nè ngư. Con cầm này lên nha. Nè. Ngư. Ngư. Ba chỉ kìa con. Ờ, con căng lên đây nè, đó. Rồi, con căng nhà ra cho ngư nè. Rồi. Thôi mình dở xong tí xíu mình đi ngủ nha con. Nha. Gần chiều rồi. Bây giờ là mấy giờ rồi? Gần 2 giờ rồi. Ngủ được rồi ngư. Ý, Ý, coi chị làm cái gì đây? Coi chị làm cái gì đây? Quá trời banh luôn, yeah, đã không? Ba cho em, ba cho bạn Thỏ lên luôn nha. Cho bạn Thỏ chơi chung đi. Không chịu hả? Chứ con đem bạn Thỏ đi đâu? À, chơi banh thôi đúng không? Dụ. Ba cho bạn Thỏ lên nha. Không. Ba cho bạn Thỏ lên nha. Có cái nết có chỉ hiền không nha. Nè bạn Thỏ nè. Cho bạn Thỏ chơi đi. Quăng lên lại. Bạn Thỏ nè. Không chịu là không chịu. Đúng là con tự quyết định cuộc đời con luôn rồi à. Ủa? Chị không đến. Tức ngồi y chang. Không.
chị không đơn. Không. Chị xem bà nội luôn, trời ơi, coi cái góc này nè. Trời ơi, bà nội coi hình ảnh này bà nội thích lắm. Đây. Phiên bản tí hon của chị Hồng Đơn. Còn đây là khuôn mặt dễ thương của bà Ngư. Mẹ cứ nói Ngư xấu hoài. Ngư nha. Trời ơi, cứ chê người ta xấu hoài, chẳng qua người ta không được đẹp thôi. Người ta dễ thương là đủ rồi. Rồi, còn bánh kìa. Nè, ba quăng vô nè, ba quăng vô nè. Ý, chơi kỳ vậy. Ý, chơi kỳ vậy. Không tập thể dục được ngoài trời cho mọi người chơi ở đây để vận động. Coi như tập thể dục. Trời ơi, cô chỉ lấy cái bàn chỉ làm biến thôi. Con lấy đàng hoàng, đúng rồi. Con mặt cứ còn cứ ghét quá người ơi. Các cô, các chú cười con bây giờ nè. Trời ơi. Nhà nghèo khổ quá, không có quần cho con người ta mặc đàng hoàng nữa. Ê, đi ra ngoài. Rồi. Đau. Đau, trúng đầu đau rồi. Trúng vô cái quạt máy đau. Trúng đâu, trúng đây hả? Trúng. Quạt làm con đau đúng không? Thôi không sao. Con tự làm mà. Ây cha. Rồi nằm xuống, ấn xuống. Gối. Hả? Gối. Gối của ai vậy? Con. Của ba mà. Con. Của ba. Của con. Trả cho ba đi. Rồi ấn xuống đó. Rồi, ngủ khò khò đi, ngáy khò khò đi. Bye bye ông bà, cô chú, bye bye mọi người. Cho mọi người chơi tí xíu nữa thôi là đi ngủ đây. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã thương mọi người, đã thương gia đình Tim. Mẹ làm gì ba vậy? Ai không chịu. Không chịu. Bye bye con. Trời ơi nằm dễ thương không? Gối. Gối. Ừ. Gối. Rồi ba thấy gối con rồi. Gối con. Gối con. Nói gì mà cái giọng thì trời. Gối con. Nè. Không chịu. Rồi nằm đó ngủ coi chừng té nha. Nè hả? Cẩn thận nha. Chịu hả? Đây mẹ chút này phải không? Đá rồi bạn khóc kìa. Nó rớt, bò rớt xuống bò khóc bây giờ. Bò té bây giờ con. Té bò, cứu bò, cứu. Cứu. Máu lạnh. Té ngư. Bò bạn khóc rồi kìa. Nè, nhảy xuống hả? Cái đít.